Xin chào bà con, chào mừng bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Cây giống Tam Đảo. Và ngày hôm nay chúng tôi lại có thời gian để tiếp tục làm một video ngắn về một cây hoa đỗ quyên. Đỗ quyên của Tam Đảo thì hiện nay cũng có khá nhiều màu, đó chính là màu hồng, màu đỏ tím và đặc biệt là một màu nữa là màu trắng đó. Và có một màu hồng nhạt nữa. Thì hiện nay chúng tôi đang trồng và nhân giống phát triển khá nhiều các loài hoa đỗ quyên ở tại trong chân núi Tam Đảo. Ở bên ngoài thị trường thì họ bán cũng khá đắt đối với các loài hoa đỗ quyên này, nhưng tuy nhiên đối với trung tâm Tam Đảo thì chúng tôi luôn luôn giữ giá niêm yết để đảm bảo phát triển và đem lại cho bà con những cái cây hoa đỗ quyên với những cái vẻ đẹp hoa tuyệt vời nhất. Đặc biệt là cái cây hoa đỗ quyên này chúng ta có thể trồng ở không chỉ ở các gia đình có diện tích đất rộng, mà đối với những gia đình ở chung cư các thứ chúng ta có thể trồng ban công hoặc là gia đình thành phố đều có thể trồng được, bởi vì cái cây này thì nó cũng chiếm diện tích khá nhỏ và đặc biệt hoa của nó rất là đẹp. Thì bà con có thể nhìn ở đây. Đó, hoa rất là đẹp. Đặc biệt là đối với cái loài đỗ quyên Tam Đảo thì tất cả các loài cây đỗ quyên đều rất là sai hoa. Thì bà con có thể nhìn quy mô nhân giống phát triển cây giống hoa đỗ quyên ở đây của chúng tôi đang phát triển rất là nhiều. Đó, mỗi một cái gốc như thế này thì bà con có thể nhìn ở đây là nó đã ra tán rồi. Chúng tôi để ra tán sớm là hoa rất là đẹp. Chúng tôi không tạo tán cao bởi lẽ là chúng tôi muốn hướng tới bà con là chúng ta trồng ở diện tích trồng và phát triển cây cảnh ở diện tích phù hợp nhỏ. Để lâu thì chúng tôi vẫn có thể cắt tỉa thành một những cây hoa đỗ quyên tán rộng. Ở trên này thì chúng tôi trồng chủ yếu các loài cây hoa đỗ quyên trắng. Thì bà con có thể nhìn ở đây, những cái bông của nó rất là đẹp. Tôi có thể hái cho bà con chúng ta xem một cái bông hoa đỗ quyên. Đối với đỗ quyên Tam Đảo thì thường thường bà con có thể nhìn là nó có thường có 5 cánh. Đấy, 5 cánh và mỗi một cụm hoa thường có 5 bông, từ 3 đến 5 bông. Đây là chỉ có đỗ quyên trắng thôi. Ở trên này chủ yếu đỗ quyên trắng và có thêm một vài đỗ quyên tím và đỏ. Tôi có thể phân biệt cho các bà con những cái màu của đỗ quyên hiện nay chúng tôi đang có. Đây, còn một loại hoa hồng đỗ quyên hai màu. Cho đến nay thì tại trung tâm cây giống Tam Đảo của chúng tôi hiện nay đang có 4 màu đỗ quyên khác nhau. Thì bà con có thể nhìn ở đây. Đây là một màu hồng nhạt. Đó, đây cánh của đỗ quyên hồng nhạt. Rất là đẹp. Đây là cây của nó đây. Hai nữa là hồng đậm. Tím và trắng. Đối với đỗ quyên của Tam Đảo thì hiện nay chúng tôi chỉ có nhân giống và phát triển được 4 màu khác nhau như thế này thôi, cũng không chưa nhân giống được nhiều màu. Đặc biệt thì chúng tôi ở đây thì cũng không ghép các loài với nhau, bởi tính chất là đỗ quyên nếu chúng ta ghép thì nó không mang tính chất lâu dài và phát triển lâu dài. Thường thường chúng tôi thường để những cái gốc này chúng ta có thể trồng nhiều phương pháp khác nhau, là chúng ta trồng 2-3 gốc và một chậu để sau này cây phát triển ra thì sẽ ra rất là nhiều màu và khá đẹp. Thì chúng tôi video ngắn này chúng tôi muốn chỉ truyền tải với bà con là chúng ta có nhu cầu mua cây giống hoa đỗ quyên hoặc là mua những cái cây lớn như thế này thì cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bà con tốt nhất về cái cách thức vận chuyển và cách thức thương mại cung cấp cho bà con những cây đỗ quyên hoa đẹp nhất, đặc biệt là với cái giá thành được ưu đãi và nó hợp lý nhất. Mọi chi tiết thì bà con cứ liên hệ với chúng tôi trực tiếp theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình hoặc theo đường dây nóng bà con add Zalo để được đội ngũ chúng tôi hỗ trợ tốt nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi ngày một phát triển hơn nữa.